nụ cười em như tia nắng xuân, em đêm mang theo hơi ấm. Hello cô chú dì dượng nội ngoại hai bên, là bé Yên xin nhớ đây. Hôm nay em làm clip này là muốn nói với mọi người á, là bữa giờ em bận bịu con cái quá, chồng em thì suốt ngày đi làm, tối lại thì đi nhậu, nên em không có một cái thời gian nào mà để cho anh chồng em hết mọi người ạ. Vả lại á, là từ cái vụ mà em cho anh ổng ấy, là từ lúc đó là không có thấy ổng có động tĩnh gì hết trơn. Hay là ổng sợ em mọi người? Thiệt luôn á, nghe cái tin mà ổng sợ em chắc là đây á, phải là nóc nhè dữ lắm. Em mà nóc nhè nha mọi người. Em nóc nhè cũng phải là nóc nhè sắt rồi gạch rồi bê tông như vậy á. Cho nên là hôm nay em có một cái ý tưởng, à mà không, 100 cái ý tưởng luôn nha. Em sẽ làm gối gọi cho một cái clip này. Ta nói làm xong là ổng sợ em, ổng phải bái phục em là sư phụ ổng luôn nha mọi người. Cho nên là mọi người đợi cái clip ở đằng sau nha. Là chiếc này đã xuống trần rồi. Đó mọi người, nãy giờ là em chuẩn bị xong hết rồi. Xong hết kéo rồi. Chồng em nó ngồi ở bên trong á. Bây giờ em chạy vô, em gọi chồng em dậy để ra. Chồng em nó... Kìa mất sáng qua đây chị sống mày. Không phải anh chơi với em. Ủa gì đâu. Còn anh mời anh con đậu hồng không vậy? Đều đắt cô hồng đây, nó ăn đậu đi mà. Dạ. Để thử gì uống thuốc chưa uống. Mệt. Kẹo ai luôn nghe. Đấy ra mày nghèo nữa mày, ra mày ơi qua đây luôn mày. Kệ nó gì mà le nó vậy. Đi xuống miệng đi, ngủ gì đâu giờ này. Đây, xuống miệng đi. Đây, nằm ngồi đó nữa còn ăn sáng nữa kìa. Vậy còn đi làm nữa chứ. Anh đeo hồng quá. Đau hồng quá hả? Bị gì sao qua giờ nó ho dữ biết. Em bị đau rồi. Hay là có cái nào em bị Covid không? Hay là có cái nào em bị Covid không? Ừ, Covid gì nữa? Covid gì ở đây nữa Covid? Mới để mua quay test gì vậy giờ là cho anh thử. Cháu sao ồn ào sáng nè. Ủa ông chồng ngọt dữ không? Đây nước nè, đâu nước trẻ hồng nè, xuất miệng đi. Sao không giờ mà đứng lên luôn hả mày? Cái gì mà le nó, cái ông này thì mà chắc để đâu không cũng le nó nữa. Dạ Huy Huy đừng có quay nữa, tôi đầy mày luôn á. Đây giờ thêm nữa tao nó bày mày với cái khùng lắm. Khùng khùng cái gì? Coi để em lấy đồ ăn sáng nha anh ăn. Nhanh thôi nha. Trời ơi cái quân què dĩ dây bà. Thôi xuống đây bà phiêu chiêu rồi. Ủa đứa nào bỏ bụi sạc xuống đây này? Nữa, tới giờ đổ thường nữa rồi ạ. Tới đứa nào? Chắc là kia nó đây nó bị mới, nó cay á. Chào sáng ngày thấy mày ở bên này là phải tới gì ghê hiểu chăng? Em bắt em bụi sạc vô đúng không? Không có. Nghĩ sao em mở được? Sáng giờ em nằm với anh mà sao mà em mở được? Hay là kem đánh răng nó có vị mới á? Nó mới ra. Mới chăng? Mới chăng mà điên cái vậy? Mà mới sáng mà lên nữa là con nữa chào. Đi ra ăn sáng. Nếu mà giờ nhân cho tao đá tao ăn mà tí mẹ mày luôn á. Lâu cái đi ăn sáng đi. Ông quần này chứ. Coi để làm đồ ăn sáng nha.
Wow, ai làm vậy? Mới sáng mà làm cái gì? Hả? À, thì mới sáng làm gì đâu. Còn hiện đó mày quay cái gì? Tao nói mày quay cái gì? Trời ơi, mày quay luôn á chứ Phi, ổng biết đâu mà. Không nói nữa. Anh còn mà. Đừng đâu tao điên nhằn. Má nó sẵn, má nó điên say. Mày nó đang đâu mà má nó răng mày dễ gì mà như vậy. Đưa em chạy đâu vậy? Nó trang ngu vậy nếu em uống luôn á. Đưa em chạy đâu? Nghĩa là nhàn nhờ. Đưa chạy đâu? Mày tao mấy tao hổ mà nhàn. Không sao đâu, ta để tí nụt rửa chứ gì đâu mà la quá à. Thiệt luôn á. Ai ốt mà. Để cái gì? Để em nấu. Đang đeo quẹo rồi. Má nếu như chào á. Nghe rồi. Nghĩa là tụi tao mới ca đeo quẹo. Đừng nói vợ con nghĩa đây nhàn. Thì em đưa em nấu mày. Mày gì rồi nhàn? Má người ta nó cho mày như thế rồi qua đi quay mày. Hả? Vừa tao cho mày 50 mà nó cho mày như 20 đúng không? Đâu, mấy mùi tạc đâu đi đâu đây? Hả? Mấy mùi tạc đâu mà nó đâu đây? Không biết nữa. Mày vợ con mà giờ ông mày nó coi như cái thái cùng mày ơi. Ôi tao bia xuống nước đâu. Đâu gì vậy? Đi ra coi. Phong 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 quay quay đi quay. Quay cầm là trai dân mạng mà nó có. Gì vậy? Mày tao tép hai đứa mày luôn không? Nè ra nhanh. Mẹ này sao lì dữ vậy? Mày dư đi mày! Dư đi học đi! Lâu mày cha đưa anh gội đầu rồi cha. Đang hắn mèo nế nào rồi. Đưa anh gội đầu cha. Đi làm. Đi lẩu mà. Ủa anh đâu rồi nè. Đưa anh gội đầu cha. Mẹ mơ chàng. Nhắm mắt lại đi. Má chạy một cái bìm cũng mày đúng không? Nhắm mắt lại đi mà nhắm mắt lại đưa em gọi đầu nha. Thôi. Quá mình có giới hạn nha. Thì em gọi đầu cho anh mà. Em gọi đầu, em gọi đầu cho anh mà. Anh đâu, anh đâu, anh đâu. Không mà anh, không mà không, anh đâu, anh đâu, anh đâu, này, này, cho chồng bội, chồng bội. Đi ra coi. Không ơi, để em vô, em đi thay đồ rồi em đem cho tí nha, cậu còn nhiều lắm mọi người. Anh ơi, anh tới với nhau anh ơi. Anh ơi. Anh tới với thật sĩ nào là thôn thao đang thế nha anh ơi. Các mọi người bây giờ chuyện thay đồ xong rồi. Bây giờ tiếp theo nha, một tiếp theo mình cho anh. Tao quấn đứa nhỏ là mày không mệt đó.
Lấy mẹ đi. Đi mà. Đi ăn sáng. Anh nghĩ ra gì? Cô đang điêu hả? Đi nấu rồi, đi thấy nấu rồi. Mày đang ăn mình thì đi cút đi. Đi ăn đi, đang sáng rồi. Đi ăn sáng nha. Bữa sau em không làm gì nữa đâu. Sáng thì em giỡn á. Nha, sáng thì em giỡn á. Nha, đi. Đi mà. Em giỡn nha anh à. Đi đi ăn sáng. Rồi bữa sau em giỡn nữa nha. Đi ăn sáng mẹ. Trời ơi. Đi ăn sáng. Nghe trong khách chung ra tao hiểu luôn. Còn tao đang mệt quá. Đi mẹ. Ủa sao em không làm vậy nữa đâu. Nói nỉ á anh. Đi ăn sáng nha. Đi mà. Đau bệnh mà mệt. Đi đi. Đi ăn sáng. Đâu phải ông ho của ai rồi. Sáng cũng hùng đi kia nữa. Đi ăn sáng đi. Đi ăn sáng. Sao mày lì dữ mày. Bà cô vậy mày nói không biết nghe. Hử? Mày đi tao ra tao biết cô mà không? Em thấy em khó. Gì cho gì? Quay cái gì? Em sáng giờ mới dọn dọn đâu. Cầm máy quay vậy thôi. Đúng mày nha. Đi ha. Lấy cái mặt tao ra nha cho. Đi ăn sáng. Đi mà tao. Nói ra cút gì mẹ đi. Rõ ra anh ăn sáng. Đi gì mày đi. Sao đứng lên nữa mày? Không mà đừng có la nó, đừng nó nhỏ mà nó có biết cái gì đâu. Đi, đi ăn sáng, nó gì rồi? Đi ăn sáng. Nó mày cút gì không? Mày đứng im đó, mắt. Đầu mà. Đi. Đi. Dạ, sáng nay em... Đây. Mì tôm. Cái nhà hot tiên luôn. Mì tôm. Còn gì cho anh ăn không? Tôi chỉ còn bún thôi. Sao còn bún này em cơm không? Cho mì tôm ăn mày. Tôi ăn mà. Cái nhà hết tiền rồi mẹ mua cho mình Út ăn à. Nè anh ăn với bánh, ăn với bánh hỏi này cho nó ngon. Nhưng mà... Giờ mày, mày cũng đi vậy? Xin lỗi. Giờ cũng đi vậy? Mày có một cái mới chơi vậy? Nó mà đang nói nhậu. Nó làm cho mày ổng mà mày chơi đi đi thử mày. Em có biết đâu, Quy nó bỏ á. Quy nó bỏ rồi. Nếu như mày đang làm gì luôn á, mẹ nó. Thôi để anh mà, đâu có gì chặt chẩm đâu. Anh ơi. Vô anh biết. Mẹ mày. Còn cái ngu ngay nữa. Mày đi tập. Mày đi tập. Không mà. Em đi ra mẹ đi. Không mà anh đi đâu vậy? Anh ơi. Tôi quay gì rồi? Đâu quá vậy? Vậy anh không có. Không có. Không có hả? Không có gì hết. Em quay cho vui. Giờ muốn vui không? Em không mà em quay cho vui mà. Em tới nhà mà kiếm đúng gì hết đây mày. Không mà anh, ở nhà em quay cho vui thôi à, không có gì hết á. Vừa mày tắt không? Dạ, tắt rồi. Quả chết đi đâu vậy? Anh ơi. Ở nhà cho mày làm mà anh đi luôn vậy. Anh ơi, anh đi đâu vậy? Không mà anh. Đi đâu vậy? Anh ơi. Em làm vậy danh khỏi đi. Mày đi sao mày? Dạ. Không mà anh ấy là ấy mất chuyện sao mà lấy cho mày đi cùng đâu. Dạ danh khỏi đi, ai giữ anh đi mà. Không mà em xin lỗi. Không mà anh ơi. Anh đi đâu vậy? Không mà. Ở nhà ơi. Ở nhà. Anh ở nhà vậy anh? Anh em không biết. Anh không có anh đừng đi mà anh. Ủa, anh ơi. Không mà anh. Anh không mà. Mẹ cho mày cho luôn đi chạy. Ở nhà ơi. Anh ở nhà ơi. Anh.
đâu mọi người nha. Hồi nãy em có gọi anh chồng em nó kêu nó đang trên đường ở đây chạy về mọi người. Bây giờ em sẽ làm thêm những màn nửa tối cho nó khỏi ngủ luôn trời. Lần này hả, không có cái vụ mà cho anh em nữa đâu nha mọi người. Ok ok ok, bây giờ mọi người đợi em nha. A few moments later. Đi chạy. Tốn gì? Tốn gì cũng như vậy. Hoắt dương sao vậy? Nhớ gì đâu? Hoắt dương sao đứng đây hù gì vậy? Ngoài hồi sáng giờ chưa đã giờ gì ở nhà ngu nữa mày. Ngoài nó gặp bên mấy tình ông Minh của Hùng bên kia đâu. Giờ gặp cái ông Minh của Hùng bên đây nữa. Ngoài nó gặp bên mấy tình ông Minh của Hùng bên kia đâu. Giờ gặp cái ông Minh của Hùng bên đây nữa. Còn mày nữa, tao nói mày sao mày nghỉ giữa mày. Mày giờ mày lo mày ngu nghi mày, mày đi học đi mày. Nó cho mày nhiêu tiền? Là nó hoài vậy. Nó được gì luôn á? Nó rủ em á anh. Đừng làm anh phải khóc. Đừng để trời bão giông. Đừng để hạt mưa vương ướt mi của anh được không? Vì nó rủ em cho nên á. Chưa đủ đi, đủ cố chạy. Không à, tao xuống, không à. Đi làm giờ lúc nào cũng đây rồi, là con có chạy. Làm rồi, bên kia rồi, bên hình rồi, đú điên rồi, giờ tao lượt mày nữa. Không mà nè. Đi ra tao đi chờ tiếp. Đi chạy, đi nữa. Mở nhà đi. Theo. Đi mẹ anh. Đôi mùi trong đây. Cười chỉ còn mưa hòa với nước mắt, gió tung đưa hàng cây từ trong đêm, tiếng đàn này reo nỗi buồn khóc không nên lời, tiếng tâm tư của ai đi vào cô đơn.